Matthew chương 9. Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay." Có một sự khác biệt về lối sống giữa Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu. Gioan sống khổ hạnh nơi hoang địa. Ông lôi kéo người ta đến với ông. Ông dọa tội nhân về cơn thịnh nộ mà Thiên Chúa sắp giáng xuống. Còn Đức Giêsu thì đến với những kẻ tội lỗi, bị xã hội loại trừ, ăn uống vui vẻ với họ vì nước trời đã đến rồi. Sau khi Gioan đã bị tống ngục, các môn đệ của ông vẫn tiếp tục hoạt động. Chắc họ khó chịu khi thấy các môn đệ của thầy Giêsu không ăn chay, không có vẻ khắc khổ, nhiệm nhặt như họ hay như người Pha-ri-siêu. Nên họ hỏi thẳng thầy về chuyện này. Thầy Giêsu trả lời họ bằng một câu hỏi khác: "Khách dự tiệc cưới có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ sao?" Dĩ nhiên là không rồi. Câu nói của thầy Giêsu cho thấy bầu khí thầy trò trong nhóm là bầu khí vui tươi ấm áp, bầu khí của một tiệc cưới. Thầy là chàng rể, còn trò là khách dự tiệc. Thời gian thầy ở với các môn đệ là thời gian hạnh phúc cho họ. Trong Cựu Ước, hình ảnh chàng rể để chỉ Thiên Chúa, đấng kết duyên cẩm sắt với dân Israel. Còn ở đây, Đức Kitô kín đáo nhận mình là chàng rể. Chàng rể là nhân vật chủ yếu của tiệc cưới. Tiệc cưới ấy chính là nước trời được Ngài khai mở. Nhưng sẽ đến ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ. Đây không phải là một lời tin báo rõ ràng về cuộc khổ nạn, nhưng là một ám chỉ đến cái chết bất ngờ sắp xảy ra. Chàng rể Giêsu chẳng ở luôn với các môn đệ. Có ngày họ sẽ không còn thấy thầy nữa. Bấy giờ họ mới ăn chay. Ăn chay đối với Kitô hữu là thái độ chuẩn bị ngày thầy trở lại. Ăn chay làm ta nhẹ nhàng để chờ ngày gặp Chúa diện đối diện. Đức Giêsu chẳng bao giờ coi thường việc ăn chay.
Ngài đã ăn chay 40 ngày trước khi bắt đầu sứ vụ. Hội thánh sơ khai cũng gắn liền cầu nguyện với ăn chay. Thánh Phaolô vẫn ăn chay dù vất vả với tông phụ. Để rước lễ, chúng ta phải kiêng ăn uống khoảng 1 giờ. Ngày thứ 6 vẫn là ngày kiêng thịt theo luật chung của hội thánh. Ước gì việc ăn chay làm ta gặp Chúa, gặp anh em và gặp lại chính mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã có kinh nghiệm về cái đói. Sau khi ăn chay 40 ngày trong hoang địa, sau khi được dân chúng tung hô lúc vào thành Jerusalem, Chúa cũng đói đến mức phải tìm trái nơi cây vả. Chúa đã xin nước uống nơi người phụ nữ Samari, và Chúa đã nếm cái khát của người bị mất máu trên thập giá. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa có thân xác như chúng con, nên Chúa đã ban các môn đệ khi họ bứt lúa mà ăn vì đói. Chúa đã làm phép lạ bánh hóa nhiều vì sợ người ta xỉu dọc đường. Chúa đã bảo nhà ông trưởng hội đường cho cô bé mới hồi sinh được ăn. Đói khát là chuyện bình thường của thân xác con người, và Chúa chẳng bao giờ coi thường những nhu cầu chính đáng của nó. Nhưng xin nhắc cho chúng con nhớ rằng con người không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn nhờ lời Chúa. Con người không chỉ đói khát thức ăn vật chất mà còn khao khát những giá trị tinh thần của nước trời. Xin dạy chúng con chia sẻ cho những Lazaro đang nằm ngoài cổng, và đừng khép cửa lòng như ông nhà giàu xây thêm kho. Xin cho chúng con hiểu được giá trị của một ly nước lạnh được trao đi, một tấm bánh giữa đêm khuya cho người bạn mượn, và chút vụn bánh rơi xuống từ bàn ăn đủ nuôi một người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người đói khát, vẫn ngửa tay xin chúng con mỗi ngày mà chúng con không hay. Xin giúp chúng con bắt chước Chúa trong bữa tiệc cuối cùng, dám bẻ ra và trao đi tấm bánh đời mình để phục vụ tha nhân. Ước gì mai này chúng con được đồng bàn với Chúa và với mọi người thành tâm thiện chí trong nước trời. Ngày 16 tháng 2, Thánh Onesimo. Thánh Onesimo sống vào thế kỷ thứ nhất. Ngài là một nô lệ ăn cắp của chủ mình và chạy trốn đến Roma. Nơi đây, Onesimo gặp vị đại tông đồ là Thánh Phaolô, hiện đang là tù nhân vì đức tin.
Paulo đã đón nhận Onesimo với lòng nhân hậu và yêu thương của một người cha tốt lành. Paulo giúp Onesimo nhận ra việc ăn cắp của chủ là hành vi sai trái. Và hơn thế nữa, Ngài đã hướng dẫn Onesimo đón nhận đức tin Công giáo. Sau khi trở nên Kitô hữu, Onesimo được Paulo gửi về cho chủ nhân của Onesimo, ông Philemon, là bạn thân của Paulo. Nhưng Paulo không sai người nô đệ trở về một mình mà không bảo vệ anh ta. Paulo đã trang bị cho Onesimo một lá thư ngắn gọn nhưng đầy thế giá. Paulo hy vọng rằng lá thư của Ngài sẽ làm cho Onesimo, người bạn mới quen biết của Ngài, được hài lòng. Paulo viết cho cụ Philemon rằng: "Tôi này xin cho Onesimo, người con yêu dấu của tôi gửi nó lại cho anh, xin anh tiếp nhận nó như tấm lòng của tôi vậy." Lá thư cảm động đó chúng ta gặp thấy trong Kinh Thánh Tân Ước. Cụ Philemon đã nhận lá thư của Paulo và lời chỉ bảo của Ngài. Khi Onesimo trở về với người chủ mình, Ngài được trả tự do. Sau đó Onesimo trở lại với Paulo, nên người giúp việc trung thành của Paulo. Thánh Paulo đặt Onesimo làm linh mục và giám mục. Người nô lệ năm xưa đã dâng hiến phần đời còn lại của mình để rao giảng tin mừng, là lời đã làm thay đổi toàn bộ đời sống của Ngài. Người ta cho rằng trong thời gian giáo hội bị bách hại, Onesimo đã bị xiềng đến Roma và bị ném đá. Nếu đã lỡ làm cho anh bị tổn thương trong bất cứ cách nào, chúng ta hãy cố tìm dịp xin lỗi ngay. Thiên Chúa sẽ hài lòng khi thấy chúng ta biết nhận lỗi, và Người sẽ chúc lành cho chúng ta như đã chúc lành cho Onesimo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.